Độc lạ gì kiều? Vinh Nguyễn Thị là một trong những YouTuber không còn quá xa lạ với người dùng mạng xã hội Việt Nam. Cô thường xuyên đăng tải các video về ẩm thực cũng như cuộc sống tại Mỹ. Mới đây, nữ YouTuber khiến nhiều người ấn tượng khi làm hẳn một vlog dài đến một tiếng, chia sẻ về hành trình đi đẻ con thứ tư ở tuổi 40 của mình. Từ lúc cơ thể bắt đầu có dấu hiệu đau bụng đến khi nằm ở phòng chờ sinh, rồi đến lúc sinh xong, ăn cơm cữ ở bệnh viện cô đều ghi lại tỉ mỉ. Giờ là mở 6 phân rồi, từ nãy đến giờ nó đau dữ lắm. Mình yêu cầu gây tê trong xương sống cho mình sinh. Đợi chút xíu nữa bé ra mà mình sẽ quay cho các bạn xem. Thậm chí ngay cả trong lúc sinh đau đớn nhất, nữ YouTuber vẫn không quên vừa nhăn mặt vừa nói đau quá các bạn ạ. Khiến cho netizen không khỏi dở khóc dở cười. Dặn là có ba hơi là ra đứa con rồi. Baby boy này các bạn, bú mạnh lắm nè. Em bé thích bố mẹ lắm, mang bầu cực khổ mấy tháng trời giờ em nó đã ra. 10 năm không sinh con giờ sinh lại cũng vui, cực nhưng mà nó vui nha. Cũng theo chia sẻ của cô, trong lần sinh này, nhờ bảo hiểm của công ty ông xã đang làm việc mà tất cả chi phí đi sinh đều được hỗ trợ phần lớn, gia đình chỉ bỏ ra một chút. Sau thời gian nghỉ ngơi, vì nhớ nghề nên nữ YouTuber đã review luôn cơm cữ ở bệnh viện. Mặc dù đã được bác sĩ dặn dò là phải nói ít lại, nhưng bệnh nghề nghiệp khiến cô không thể thực hiện. Người ta nói sinh xong mình bớt nói đi nhiều, mình nói nhiều cái cổ họng mình bị khan tiếng rồi sao? Nhưng mà không nói không chịu được, không review được đồ ăn ở nhà thì mình review đồ ăn của bệnh viện. Mang review đi đẻ tận tâm đến từng chân tơ kẻ tóc cũng như biểu cảm tấu hài của nữ YouTuber khiến cho netizen không khỏi bật cười. Dù sinh con, đau đớn, vất vả nhưng cô cũng không quên quay clip làm review cho mọi người cùng xem. Điều này khiến không ít khán giả khâm phục sự mạnh mẽ cũng như nghiêm túc trong công việc của Vinh Nguyễn Thị.